Xin chào quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi đến với chương trình Lời Chúa Hằng Ngày cho Thiếu Nhi trong quyển Thế Giới Mới Tuổi Thơ số 97, ngày 6, Đức Chúa Trời tạo dựng vũ trụ, Kinh Thánh, Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 1. Câu ghi nhớ cũng trong Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 1. Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất. Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất. Chúng ta cùng mở Kinh Thánh ở trong trang đầu tiên. Trang số 1, Cựu Ước trang số 1, Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 1. Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất. Đây là câu Kinh Thánh đầu tiên ở trong Kinh Thánh. Và câu này rất là ngắn, rất là dễ thuộc. Và câu này khẳng định rằng Đức Chúa Trời là đấng đã tạo dựng nên vũ trụ, trời đất và con người. Trong Kinh Thánh các em nếu chưa tô màu thì các em nhớ tô màu nhé. Trong phần tìm hiểu, ai đã tạo dựng nên vũ trụ này? Ai các em? Ai đã tạo dựng nên vũ trụ này? Là Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên vũ trụ này. Không phải là tiến hóa mà có vũ trụ. Cũng không phải là do một vụ nổ Big Bang mà hình thành. Nhưng do Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên vũ trụ và trời đất, con người của chúng ta. Ai đã có trước khi vũ trụ được tạo dựng? Đức Chúa Trời là đấng có trước. Từ trước đời đời, Chúa đã có rồi. Không có ai sinh ra Chúa. Chúa tự có, Chúa là đấng thần linh. Chúa tự có và Chúa là đấng đã tạo dựng nên vũ trụ, trời đất và con người. Trong phần nhận biết, Đức Chúa Trời có trước muôn vật, Ngài đã tạo nên vũ trụ. Khi nhìn vũ trụ bao la kỳ diệu, em nhận biết Đức Chúa Trời quyền năng đã tạo ra. Và chúng ta thấy hình ảnh thế giới rất là đẹp đẽ. Ở trong vườn Ê-đen, Đức Chúa Trời tạo dựng nên vườn Ê-đen. Trong đó Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên Adam, Eva để quản trị tất cả mọi loài. Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên mặt trời, mặt trăng, các ngôi sao, các loài thú, các loài chim, các loài cá ở dưới biển, các loài cây, rất là nhiều. Và mọi loài chung sống với nhau rất là hòa thuận với nhau, không có một cái sự tranh chiến ăn thịt lẫn nhau hay là xung đột lẫn nhau. Tất cả mọi thứ đều rất là tốt lành, Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên. Khi chúng ta nhìn biết Đức Chúa Trời là đấng quyền năng thì giúp mình tin cậy Chúa, bình an khi ở nhà một mình, không có sợ hãi bởi vì Chúa ở cùng mình, rồi vui tận hưởng thế giới tuyệt đẹp. Và chúng ta có lời cầu nguyện: cảm tạ Chúa vì em được biết Chúa rất quyền năng, chính Ngài đã tạo dựng vũ trụ xinh đẹp và kỳ diệu này. Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã tạo dựng nên vũ trụ xinh đẹp và kỳ diệu Ngài cũng đã tạo nên con Xin Chúa giúp con kính sợ Chúa tận hưởng thế giới tuyệt đẹp
và bảo tồn nó. Bảo tồn thế giới đó, bảo tồn có nghĩa là mình gìn giữ môi trường, gìn giữ những cái điều tốt đẹp mà Chúa ban cho đó, từ thân thể mình cho đến mọi tạo vật Chúa tạo dựng nên. Chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong lời cầu nguyện nhé. Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã tạo dựng nên vũ trụ xinh đẹp và kỳ diệu. Ngài cũng đã tạo nên con, xin Chúa giúp con kính sợ Chúa, tận hưởng thế giới tuyệt đẹp và bảo tồn nó. Con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin Chúa ban phước cho quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi. Xin chào và hẹn gặp lại trong bài học tiếp theo ngày mai nhé.